Mới đây, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề nghị Liên đoàn báo cáo với Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xin phép Chính phủ, Bộ Y tế cho phép cầu thủ, thành viên ban huấn luyện của ba câu lạc bộ Vietjet FC, Hà Nội FC, Sài Gòn FC được ưu tiên sử dụng vaccine COVID-19 trước khi tham dự các giải đấu của AFC. Nếu được tiêm vaccine COVID-19, các cầu thủ Vietjet có thể yên tâm hơn khi tham dự AFC Champions League. Cũng hy vọng là cái việc mà được tiêm vaccine cho các cầu thủ tham dự thi đấu ở các giải đấu quốc tế như thế thì cũng sẽ giúp các cầu thủ thoải mái và yên tâm hơn trong cái việc di chuyển và đến các nước và cách ly hay là thực hiện các biện pháp để phòng tránh. Cái đấy cũng rất là quan trọng và chúng em, không chỉ riêng em mà có lẽ là các cầu thủ cũng rất là hy vọng vào điều đấy. Ca mổ dây chằng của trung vệ Nguyễn Đức Chiến đã diễn ra thành công. Hiện tại, anh đang được theo dõi sức khỏe hậu phẫu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tâm Anh. Hậu vệ sinh năm 1998 cần ít nhất 6 tháng để có thể trở lại tập luyện. Anh sẽ lỡ toàn bộ mùa giải 2021 cùng Vietjet FC, vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nếu hồi phục tốt, Đức Chiến hoàn toàn có thể tham dự AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2021.